cơ bản là đẹp. Nói chung về mặt tiền ấy thì cơ bản là đẹp. Đó. Con này là Denon PMA 390 SE. Công suất của nó là 150W, đánh hai cầu AB, A hoặc B, A cộng B. Đấy, cơ bản là rất đẹp đó. Mua mấy món, mua về lẻ con món đây. Đấy, để mai test xem sao. Cái bên Nhật nó gói hay là người Việt Nam gói đây. Thì bay thì nói chung là hàng nó an toàn hơn, đỡ gặp rủi ro. Còn đi biển ấy thì nhiều khi nó rủi ro, nước mặn nó vào rồi. Cấn cá là về bán không được. Rồi, ngon, hàng đẹp, mặt tiền không cấn cá gì nè, mặt trên không cấn cá gì nè, còn mặt dưới nếu mà có cấn thì cũng không vấn đề gì coi nè. Úi giời, mặt dưới cũng không cấn cá gì, ngon. Rồi, giời mày, không xước, mà vận chuyển nó cần thì núng thôi, không có gì. Còn bên đây là bữa rồi, bên đây ok được, để mai mới test được. À, cơ bản là như vậy, mai mới test nhá. Bác nào có nhu cầu liên hệ với số điện thoại trên bài của em. Nói chung là nó đã như thế này thì chắc là hoạt động ok thôi. Để hàng về zin nguyên bản, về đến tay em là em không bao giờ em bung máy ra hết, để y như vậy, không việc gì phải bung, trừ trường hợp với là có hư gì sửa thì mới bung thì mới chụp luôn thôi. Đó, chứ còn em đi hàng về là em không bao giờ em bung máy hết, không bung lụa.